Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mỹ cảnh báo Iran sẽ phát động tấn công Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Theo báo tin tức, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington nhận định rằng Iran có thể tấn công Israel trong vòng 24 giờ đến 48 giờ tới. Tờ Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Ngoại trưởng Blinken đưa ra dự báo này trong cuộc trao đổi với những người đồng cấp đến từ các nước thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ngày 4 tháng 8. Mỹ đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện. Washington cho rằng cuộc tấn công của Iran là điều không thể tránh khỏi sau vụ ám sát quan chức cấp cao của Hezbollah và Hamas vào cuối tháng 7. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận Washington không nắm được thời điểm chính xác của cuộc tấn công được lên kế hoạch của Iran, nhưng dự đoán rằng nó có thể bắt đầu sớm nhất là vào ngày 5 tháng 8. Hamas xác nhận thủ lĩnh chính trị của phong trào này Ismail Haniyeh đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công sáng ngày 31 tháng 7 tại thủ đô Iran. Hamas cáo buộc Israel đứng đằng sau vụ ám sát tại Tehran này. Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ trả thù cho cái chết của ông Haniyeh. Trong khi đó, Israel xác nhận đã không kích ở Beirut, Liban ngày 30 tháng 7 và tiêu diệt chỉ huy Hezbollah for Shot. Israel cho rằng Shot đứng đằng sau vụ tấn công vào cao nguyên Golan trước đó 3 ngày và chỉ đạo các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Hai vụ ám sát này đã gây quan ngại xung đột lan rộng tại Trung Đông. The Wall Street Journal ngày 3 tháng 8 đưa tin Iran đã từ chối nỗ lực của Mỹ và các quốc gia Ả Rập nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Theo tờ Wall Street Journal, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan và Liban đã đến Iran để cố gắng xoa dịu tình hình. Nhưng Tehran phản hồi với các nhà ngoại giao Ả Rập rằng họ đã quyết tâm tấn công Israel và không quan tâm nếu động thái đó gây ra chiến tranh. Kênh NBC Mỹ ngày 4 tháng 8 dẫn lời các quan chức Israel cho biết, về phần mình, Tel Aviv cũng đang chuẩn bị cho khả năng Iran tấn công trong nhiều ngày. IDF đã ở trong tình trạng báo động cao vào cuối tuần qua và vẫn duy trì tình trạng này kể từ khi tuần mới bắt đầu. Israel nhiều lần vạch rõ rằng mọi động thái chống lại nước này sẽ phải nhận đòn đáp trả. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhắc lại điều này trong cuộc họp nội các vào ngày 4 tháng 8. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã tổ chức một cuộc tham vấn với các quan chức quân sự cấp cao. Bộ Quốc phòng Israel cho biết cuộc họp này tập trung vào vấn đề an ninh và các giải pháp để đáp trả kịch bản Iran cùng Hamas và Hezbollah tấn công. Cùng ngày 4 tháng 8, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari nói rõ: "Chúng tôi đang theo dõi kẻ thù của mình trên mọi mặt trận và chắc chắn là cả Hezbollah ở Liban. Chúng tôi có kế hoạch bao quát và sẵn sàng hành động. Bất kỳ chỉ thị nào từ cấp chính trị, chúng tôi sẽ thực hiện ngay lập tức." Kênh 12 Israel đưa tin một liên minh quốc tế Mỹ dẫn đầu đã được hình thành để ngăn chặn các cuộc tấn công. Liên minh này sẽ nhận chỉ đạo từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM ở Qatar. Kênh 12 cũng đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang cân nhắc đến thăm khu vực này trong tương lai gần. Trong khi đó, Wall Street Journal lưu ý rằng Mỹ đã đề nghị các quốc gia châu Âu thúc giục Iran hạ nhiệt, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ động thái tấn công nào vào Tehran cũng sẽ gây tổn hại lớn đến nỗ lực phát triển quan hệ với phương Tây của Tổng thống Iran mới Massoud Pezeshkian. Bên cạnh đó, Mỹ cũng yêu cầu Israel hạ nhiệt căng thẳng. Vào ngày 13 tháng 4, Iran đã phóng hơn 300 thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel, phần lớn trong số đó đã bị chặn lại. Israel chuẩn bị hầm trú ẩn để đối mặt với đòn tấn công hủy diệt của Iran. Cơ quan an ninh Israel đã chuẩn bị một hầm trú ẩn dưới lòng đất dành cho các lãnh đạo của đất nước đề phòng cuộc tấn công toàn diện của Iran. Ben Kaspit, một nhà báo Israel, cuối tuần qua cho hay,
Hầm trú ẩn này sẽ đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát dưới lòng đất dành cho giới lãnh đạo Israel trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công toàn diện của Iran. Cơ sở ngầm trên được kết nối với căn cứ quân sự Kiria ở Tel Aviv và với tất cả các bunker khác trải rộng khắp Israel. Nó cho phép lưu trú lâu dài và có khả năng trụ vững trước mọi loại vũ khí, nhà báo Kaspi tiết lộ, song không nêu dẫn chứng nguồn tin. Giới chức Iran tuần qua cảnh báo sẽ đáp trả khốc liệt Israel vì cho rằng nước này liên quan đến vụ ám sát hai thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah vào cuối tháng 7. Trong khi thừa nhận không kích thủ lĩnh Hezbollah ở Beirut, Liban hôm 30 tháng 7, Israel đến nay vẫn không phủ nhận hay xác nhận liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran một ngày sau đó. Mặc dù vậy, Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi kịch bản có thể xảy ra. Nhưng với những gì đang diễn ra, Israel chuẩn bị hầm trú ẩn để đối mặt với đòn tấn công hủy diệt của Iran. Nó phải chăng là minh chứng Iran đã tính toán đến mọi khả năng? Quân đội Israel hôm 4 tháng 8 cho biết họ vẫn không thay đổi chính sách bảo vệ dân thường trước nguy cơ các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và Hezbollah. Tối nay tôi muốn đề cập đến nhiều báo cáo và tin đồn khác nhau rằng chúng tôi đang cảnh giác về nguy cơ tấn công của đối phương nhằm vào lãnh thổ Israel. Tôi khẳng định, đến thời điểm hiện tại, chính sách phòng thủ của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa không thay đổi. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, nói, và một trong những sự sẵn sàng là Israel chuẩn bị hầm trú ẩn để đối mặt với đòn tấn công hủy diệt của Iran. Ông Hagari và các quan chức chính phủ và quân sự hàng đầu khác của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhiều lần khẳng định nước này đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho các bạn những cảnh báo cần thiết để chuẩn bị cho mọi mối đe dọa. Vì vậy, mọi người dân phải biết chỉ dẫn là gì, dù ở đâu và phải cảnh giác, ông chia sẻ. Ông Hagari cũng thông báo, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đã triển khai một hệ thống mới để cảnh báo người dân trong trường hợp khẩn cấp. Cảnh báo sẽ được gửi tới điện thoại di động trong khu vực bị đe dọa. Việc này được thực hiện mà không cần đơn đăng ký hay hành động nào khác từ phía công dân, ông nói. Trước nguy cơ Iran và các lực lượng ủy nhiệm tấn công trả đũa Israel, Mỹ và các đồng minh tìm cách xoa dịu tình hình, song song với việc sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Ngoại trưởng các nước G7 hôm qua kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông tránh những hành động có thể dẫn đến leo thang. Trong cuộc họp trực tuyến do Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani chủ trì, các bộ trưởng G7 bày tỏ quan ngại sâu sắc về những sự kiện gần đây có thể dẫn đến khủng hoảng lan rộng hơn trong khu vực, bắt đầu từ Liban. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan từ bỏ bất kỳ kế hoạch nào có thể cản trở con đường đối thoại và ôn hòa, kích động sự leo thang mới, các ngoại trưởng G7 nhấn mạnh. Tuyên bố chung của các nhà ngoại giao G7 cũng kêu gọi ký kết thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza, cũng như tái khẳng định cam kết của các nước G7 trong việc tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở vùng lãnh thổ này. Về phía đồng minh thân cận của Israel là Mỹ, ASIUS dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã đưa ra yêu cầu riêng trong cuộc điện đàm cứng rắn với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Israel phải ngừng leo thang căng thẳng trong khu vực và ngay lập tức tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn và con tin ở Gaza với phong trào Hamas. Các nguồn tin cho biết, Tổng thống Biden và các trợ lý hàng đầu của ông vô cùng thất vọng về hậu quả sau vụ ám sát thủ lĩnh Ismail Haniyeh của Hamas ở Tehran, Iran và thủ lĩnh quân sự Fuad Shukr của Hezbollah ở Beirut, Liban. Theo ASIUS, các quan chức Mỹ không thương tiếc trước sự ra đi của những thủ lĩnh này, nhưng nhận thấy ông Netanyahu đã giấu ông Biden về kế hoạch thực hiện các vụ ám sát. Nguồn tin tiết lộ, trong cuộc trao đổi qua điện thoại, Tổng thống Biden đã bày tỏ sự không hài lòng với chính sách hiện tại của Israel. Ông Biden nói với ông Netanyahu rằng Mỹ sẽ giúp Israel đánh bại một cuộc tấn công của Iran, nhưng sau đó ông mong rằng sẽ không có thêm sự leo thang nào nữa từ phía Israel và sẽ ngay lập tức tiến tới một thỏa thuận về con tin, ASIUS đưa tin. Theo ASIUS, ông Biden cũng cảnh báo ông Netanyahu rằng nếu ông tiếp tục leo thang căng thẳng, ông đừng trông chờ Mỹ trợ giúp. Mỹ, Israel căng mình chuẩn bị đối phó cuộc tấn công của Iran. Trang tin ASIUS cho biết, Mỹ và Israel đang tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn của Iran nhằm trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và Hezbollah hồi cuối tháng trước. Cuộc tấn công được dự đoán sẽ bắt đầu sau vài giờ nữa, nghĩa là vào ngày 5 tháng 8. Theo nguồn tin, cuộc
cuộc tấn công của Iran sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự vào tháng 4, khi Tehran tấn công trả đũa nhằm vào Israel để đáp trả việc Israel bị cáo buộc đánh bom lãnh sự quán của Iran ở Syria. Cuộc tấn công đó có sự tham gia của hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa, song Israel khẳng định thiệt hại rất nhỏ. Tuy nhiên, không loại trừ cuộc tấn công sắp xảy ra của Iran sẽ có quy mô lớn hơn và có sự tham gia của lực lượng Hezbollah ở Liban. Nguồn tin cho hay, Tehran và Hezbollah đang hoàn thiện các kế hoạch và kế hoạch này phải được phê duyệt ở cấp chính trị cao nhất. Hai quan chức Mỹ giấu tên hôm nay cho biết, tướng Michael Kurila, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, đã đến khu vực này trong chuyến thăm đã được lên kế hoạch trước. Chuyến thăm được cho là tập trung vào nỗ lực huy động liên minh khu vực và quốc tế rộng lớn bảo vệ Israel trước một cuộc tấn công như hồi tháng 4 khi Mỹ, Anh, Jordan và Pháp hợp sức đánh chặn vũ khí của Iran. Căng thẳng ở Trung Đông đã lên đến đỉnh điểm trong những ngày gần đây, sau khi Iran cáo buộc Israel sát hại lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh trong một vụ đánh bom ở Tehran hôm 31 tháng 7. Trong khi Israel không xác nhận cũng như phủ nhận liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran, họ thừa nhận đã không kích hạ thủ lĩnh Hezbollah Fuad Shak ở Beirut, Liban. Israel cáo buộc ông Fuad Shak chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một sân bóng đá ở cao nguyên Golan khiến 12 trẻ em thiệt mạng mới đây. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông, sẵn sàng đối phó mọi kịch bản có thể xảy ra nhằm bảo vệ đồng minh Israel. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!